kinh khủng luôn, mưa ngập cái xe mình luôn á nhà, mình không dám chạy nữa, sợ chạy tắt máy ở nhà. Thôi giờ tới Sài Gòn rồi, mới tới Sài Gòn chưa tới ăn sương nữa cả nhà ơi, ghé quán hủ tiếu bỏ ăn rồi cả nhà. Rồi, ba anh em ngồi kêu tôi tiếu bỏ hủ tiếu ăn rồi cả nhà. Chào nhà cái cường, con ốm thôi gì? Ăn sương đục lột đó nha, mua bánh cái gì đó nha. Trời ơi, áo mưa mà còn ướt cả này nha. Chạy mà nước nó lên mà như là biển thập vô là lên nửa xe. Trời ơi, trời mưa mà nó như là nửa xe đó nha. Mưa dữ hơn cái miền Tây nữa. Xe nổ luôn nha. Trời ơi, xe bốc khói luôn đó nha. Cái nhà biết mưa cỡ nào mưa rồi đó. Rồi mới ghé cô làm thằng cô hủ tiếu là có tinh thần phấn trắng lại nha, lên chưa tới đâu cho thấy nản ngang. Dầm mưa cũng chết cho dưới đó, nó trốn mưa lên đây, nay mưa dữ hơn nữa. Tại vì từ ở Vĩnh Long với Cần Thơ bỏ xứ lên Bình Dương bán nước tương rồi, giờ mới chạy nửa đường mưa chịu hết nổi quá cả nhà ơi, mưa quá trời tắt chút xíu được rồi, quá trời mưa. Còn có mưa đó, cái nhà mướt gì nè, cái nhà hiểu mưa cỡ nào đó, chạy hết nổi nha ơi. Hết sức cơ thể, hết sức quá trời. Bây giờ ăn gì kìa, ăn mời cái nhà cái ơi, úp video lên tới chảnh quay tiếp nha ơi. Quá trời mưa rồi, ở dưới bắt không có mặt rồi, bỏ xứ nghe cả nhà. Giờ lên tới đây không biết hy vọng được có mặt đây, mấy mưa kiểu này chắc cũng chất quốc nữa đó. Hai giò heo dữ vậy, dữ vậy không anh, ăn đi hết sức đi. Trước khi ăn là phải bỏ ớt thì vô nè, dữ hằng vậy đây nè. Nó cay cay mình ăn ớt không được cả nhà. U dữ không anh, nó cầm cái tô mà nó giật 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 quá nha, giật 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 giật. Mày ăn gì siêu cay luôn cậy, dữ vậy? Mình ăn cay dữ lắm. Dữ vậy? Quá vậy? Ăn vậy hồi lửng vô thử luôn á, lửng vậy. Chị cái xe, thấy xe bù không? Chạy gì mà nó không tắt luôn á không? Anh nó biết chạy mới. Ôi, ủa tôi tính đâu, vắng bộ chết mẹ. Anh nó biết chạy mới. À, thì ớt cái này nè. Ăn ớt gì nó cũng lạnh cậy. Dạ, tôi ăn ớt luôn lắm. Trời ơi, trời. Anh nhà thấy ăn ớt gì thấy nó lạnh đi. Đó phải ớt. Phải không? Thấy. Tới mình bỏ vô hàng dĩa nha, ăn cho ấm ấm lại rồi đây bớt bớt mưa rồi ăn tiếp nha. Quá trời rồi, chưa nửa đường chứ con, hơn nửa đường chút xíu, hơn nửa đường chút xíu rồi hả, khoảng 70 rồi đó, 70 hả, còn 30 tới hả. Trời ơi trời, mưa dữ quá nha, tắp cái mới được. Giờ bữa nay nó làm bậy tô ấm nha, đang ở khu vực ngay chợ đầu mối luôn nha cả nhà. Ngay chợ đầu mối chưa tới đâu nha, chút xíu mình ban tiếp có cảnh này cũng kia quay với nhà xem nữa. Rồi mình ăn cái nhà, mời nhà cái anh khóc à, còn mời cái nhà hủ tiếu nghe cái nhà hủ tiếu siêu cay hả, quá cay vậy. Mình ăn cay lắm, cái nhà ăn được ai cũng được, ai cay được thì đứng dòm nha. Mời cái nhà dữ không anh, hủ tiếu luôn cậy ăn mì nha. À cái mình cái nhà mình không cay không chứ mình ăn vào chuốt thôi à. Không đây đi, tên gì, tên gì? Rồi mời cả nhà luôn nha. Trời ơi nhảy luôn rồi. Nhảy hả? Mời cả nhà mày gót luôn nha. Thủ hủ tiếu này còn sống rồi. Mời cả nhà mình gót video nha. Thôi dạ. Mời cả nhà tự nhiên quay lên đi ăn nè. Sáng sớm mà ăn dẫn anh em đi ăn cơm gà nha. Đứng về tự nhiên cả nhà. Ăn cơm lấy sức đi bác ông cả nhà. Cả nhà thấy nhân vật quen không? Nhân vật khóc ăn bắt rừng tạm nữa nè, khóc như Cà Mau nó kéo hơn đi gừng nữa nha. Bạn dưới cũng gừng cái gì hả? Đây lên trên Thanh Long Đồng Nai mà anh đi công chuyện rồi, chút xíu anh mới về. Bố anh em đi quần luôn nha cả nhà, giờ sáng là bào trước cái nha ơi cả nhà. Quất cái đùi gà, ủa này cái gì, ức gà chứ đùi gà. Dạ, quên mời cả nhà, mời cả nhà ăn. Ăn hết rồi bào rồi gì đó, cơm gà nha cả nhà. Em dễ ai nó rồi nó mời. Chứ mời cái nhà muốn cơm lấy trên thằng cái nhà. Còn gì nữa đâu mà ơi. Còn gì nữa đâu mà. Em tin mời mà hết rồi. Rồi sao ăn quà. Nhóc kìa, lên cũng sẵn anh kìa. Mặc sức ăn. Rồi nè. Mưa mắc mưa quá. Ôi sáng hôm đừ cái chừng. Đấy. Để đi đổ kìa. Hôm nằm xuống ngủ liền nó đuối á. Vậy. Không biết tôi có mệt không chứ nằm xuống là con bò mà nó gống vậy mới không.
ngủ cái tới sáng không? Em ngủ như trời 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 đấy, em có tay bị ấy mà đau nhất ngủ không được gì luôn. Rồi giờ sao bác đem theo không đi? Đúng rồi. Đây là bác đem theo đây không? Quên nữa. Thôi thôi chạy đưa mấy thái gì giữ lấy xe bác theo. Ngày dẫn tiến lên trên Thanh Long lên đây đi quần mấy lu su với anh Thái với thằng ba Cà Mau lên cái nhà chạy ngồi cùng ba trận chứ. Chúng biết gặp được ông quay cái nhà xem đâu mà như quay cảnh tí đăng lại nghe nha. Ông gặp bà quay bà luôn. Ờ quay gì cũng quay á nha, gặp gì cũng quay với nhà xem chứ. Bà cũng quay luôn nữa. Cứ kêu anh nhớ quay cảnh chó người em. Rồi, đâu ra nữa. Con. Coi gì mình ăn nữa nha. Rồi vô mình bằng mình quay tiếp cho nhà xem nha. Rồi, khởi đầu buổi sáng tiếng xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục với xong cái nhà. Đi dùng chị Thái nè cái nhà. Chào nhà cái Thái ơi. Nhà nha. Sao bắt Cường Tràm Di Thái xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Kênh của Di Thái là Sao Bắt Cường Tràm cả nhà. Qua ủng hộ Di Thái nha. Ủa đây mới vừa vô gặp ổng rồi. Ủa nhỏ mà hay mặt phì phì không anh? Nhỏ mà thấy đầu mặt phì phì cái nhà đó, người ta đang chỉ đó. Mới vừa bước vô gặp luôn cả nhà. Cũng coi coi sáng luôn nha. Làm đi với anh Di nghe nha. Đâu có bằng cái giò lội mình vô tốc độ vô gặp luôn. Vô thấy liền cái nhà đó kìa đó ngổ nghe nha. Ôi nhỏ xíu à. Khoảng cỡ 5 tấc nghe nhà nhưng mà. Con này tầm khoảng 5 tấc. Ừ, này để anh khống vô cho anh quay đi. Hay là Di Thái ba lên bắt luôn. Thôi em không bắt đâu. Lên bắt đi. Thì nếu không phải nản ngang. Không bằng cái bụng mà. Thì Tiến quay đi hình vòng vòng đây cho nhà xem nè. Đó cái nhà Tiến cũng hứa nhà sẽ đi một cái chuyến lúc chỉ luôn. Thì Tiến bữa nay Tiến đi lúc chỉ luôn, nhà đi xa lắm nha cả nhà. Hôm qua là Tiến chạy từ nhà Tiến lên là khoảng cỡ 8 tiếng hồ cả nhà. 8-9 tiếng gì đó. Dầm mưa rồi chạy lạc đường cả nhà. Tới nhưng mà không biết đường cả nhà, đi hơi lạc chút. Nó đường nó nhìn lên chút chút xuống cả nhà thấy không? Cái này xứ này người ta gào cả nhà, vô không được nha. Đi vòng ra khu ngoài đi mua nhang. Mua nhang. Có đồ bắt cả nhà ơi. Đây tí xíu mình sẽ quay vô có xíu xuống suối quay nhà xem nha, miền Tây làm gì có suối. Ở đây có suối nha nhà. Đây có nghe tiếng suối chảy gì gào nè, đi xuống. Thì dưới à, dùm xuống dưới rồi quay suối bộ này bỏ ở đây đi. Giờ mình đi. Ủa, ai đâu bắt. Rồi mình đi ngay tiếp nha nhà. Đi xuống suối quay nhà, thấy suối không cả nhà. Cái này Tiến mới nói thiệt chứ thật sự cái nhà là trong đời Tiến mới đi mới gặp suối cả nhà. Miền Tây của Tiến với Thái rồi nọ đâu có biết cái tới cái suối như vậy cả nhà. Khác suối mà đá không gì nè. Chơi không? Không chơi nha. Nhà thấy không? Quá trời nha. Tại vì hôm đó mưa nước nó hơi đục cả nhà. Mưa quá trời mưa trên bờ nó tuôn xuống á, trên bờ trên đó tuôn xuống là nó hơi đục. Nghe ầm ầm luôn nha, thấy không? Mình quay lại cho xem chút nha. Giờ thì hiện giờ thì anh em chia đi cái ngày. Mình vẫn chưa tìm được ổ nào để quay với nhà xem nha. Ổ nhỏ nãy thì mấy anh em bên kia sẽ xử lý luôn, anh Tiến Tiến đi ruộng con khác cả nhà. Mênh mông đại ngãi không biết Tiến ruộng chừng nào ra được cái tổ ong đây. Đi nãy giờ mấy cây số quá nha, đi bộ quá nha. Tại vì ở đây giờ mưa quá trời cả nhà nên là đất nó ẩm quá, Tiến không có đi xe được, bắt buộc Tiến hơi lại bộ. Rồi bộ đứa này vô mấy cái lô cao su này kiếm chắc biết nào gặp đó nha. Nhìn nè. Ôi trời mũi nó cắn cũng chết nè ông nội. Ôi trời nó phủi mũi cái nha. Ta con mũi gần nó xíu nó cắn ngứa bà chạy trời. Từ miền Tây mà đi lúc chỉ cho đây luôn nè. Đây là kêu Đồng Nai nha. Đồng Nai mà lúc chỉ luôn. Qua wow, muốn qua Đồng Nai luôn đó nha. Đi chạy phải 80 số mới tới nha, biết xa cái nào đó. Thì Tiến cũng nghe nói ở đây có ổ và sẽ có mặt thôi cái nhà. Nhưng mà cái khó là nó không tìm ra được cái ổ của nó đâu. Khó ăn lắm cái nhà. Một là mình thấy mình hữu địa ở đây, hoặc là cái địa bàn mình gần, mình biết con khu nào rồi trời ông. Con muỗi nó cắn mình mà
hai con một chỗ nha. Nó cắn mình quá chịu không nói nha. Thì mấy anh em chia đi cái nha. Mấy cái lô xô này nó rộng quá. Để đi bộ thôi chứ đâu có đi xe được nha. Tiến quay vòng vòng nha xem nha. Đó. Thì nói chung thì Tiến sẽ quay cái hành trình Tiến đi săn ong. Còn có ổ hay không thì muốn hay xui nha ơi. Nhưng mà có hay không Tiến sớp video lên cho cả nhà thấy cái ngày săn ong cái này như thế nào. Tại hôm qua trước khi Tiến đi Tiến có bắt bổ dưới quê Tiến đó cả nhà. Ở khu gan, trời nó cắn cái tay Tiến. Phải khống cả nhà coi, mũi mà cắn tay Tiến cái này nè. Mũi gần cả nhà, nè. Nhà thấy mũi không? Nè. Ôi trời, trời ơi nó bu Tiến như ong đắng mà ơi. Quá nha, tốc độ tốc độ, đi lẹ lẹ mới được. Đi cái này. Đi cái này chưa thấy hơi nữa. Ủa phải đi nhanh nha. Nãy giờ Tiến chưa gặp mấy anh em nữa. Chưa đi nãy giờ. Mấy anh em đi xa quá, mũi nó dí Tiến quá trời dí. Giờ Tiến mà thắng là nó. Nó bù Tiến quá trời bù cái nhà. Cái gì? Ủa bộ điện chú nữa hả? Cắn máy rồi. Anh đang quay video. Đang quay video. Mình cắn máy gì điện cái này. Cắn máy. Giờ không biết đây đâu nữa. Trời trời. Không im nha. Mũi quá, cắn quá chứ chịu không nổi rồi. Cái này có xe chạy thì đỡ quá cái đường xe mới nha. Đau cái là bây giờ. Đó, con người dân đây. Cái nhà đồng hành Tiến đi dài dài coi có vòng nào không nè. Đi đường xe chở meo quá vậy. Không. Trời mũi quá cả nhà. Thôi đi hồi đi gặp ổ rồi quay xem nữa nha. Hồi thì tới đây từ miền Tây mình lên Đồng Nai cả nhà. Đó. Thì bên Bắc có vòng rồi cả nhà. Ngay tay chỉ nè. Xám xám đen nổ bằng thúc nha nha. À, giờ sáng giờ anh em đi mũi cắn chết luôn nha, không gặp của ông nha. Quả quá lại bắt con này quay với nhà xem luôn. Đó, đi vô chuẩn bị đồ nghe nha. Bây giờ Tiến còn đau nên Tiến còn ngán ngán nha nha. Cái kia thì cũng đến nổi khó, nhưng được cái dây nhiều lắm. À, Tiến đứng dưới đất nghe nha. Quẹt rồi. Ai đi chạy đây. Rồi. Rồi, giờ tới Tiến thử coi trên Đồng Nai này coi Tiến ông có bị chữ giống như người Tây không cả nhà. Để coi có ông chú cũng lại này coi có ông chữ không, Tiến quay ở nhà xem luôn còn nói chuyện đàng hoàng thì Tiến vẫn quay luôn nha. Chung ông biết này chắc nghĩ Tiến nghĩ chắc không sao không mấy khu trên đây thử bắt ngang ha. Ngang thử cả nhà. Cải Tiến bắt trong một phục ngang lớn này nha, lên một coi khói không mịt phù là trời chứ anh thở không được cả nhà. Tiếng bó nhẹ nhẹ thôi, khó chịu không nổi vậy. Để coi cái anh lên anh làm nghe nha. Dạ dễ gì. Để coi. Rồi cái nhà đồng hành còn quan viên đó nha. Màu là luôn mọi người. Phải không? Nhỏ rồi nha. Lên đặt. Thấy nó phì phì. Vậy. 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 Vậy kiếm chừng cỡ lít là thấy mừng rồi đó cả nhà. Mình từ ở dưới mà mình đi miền Tây mới lên tới Đồng Nai luôn. Kiếm một ông chừng lít là mừng lắm rồi cả nhà. Tại vì chứ mình giờ là nó khô hết rồi. Cháy nha cả nhà ơi. Rồi, để mình kéo nó lại chút rồi để nó chặt thà dữ lắm, để mình tới mình hãy vút ra. Rồi lên cả nhà ơi. Lên nữa nè. Dây nhiều lắm rồi nha. Lắm dây luôn.
máy nữa. Kiếm về với cái máy gì vậy? Mới có nhiêu rồi kìa. Dính trong dây nè. Dính dây. Dính cây này nè. Giúp gà chiên mà anh ơi. Nhầm gì? Thôi, bị tiếng thuốc ra nha ơi. Lên cả nhà. Có không có thì cũng lên cho cả nhà xem hết. Có nào cũng lên. Cái gì? Không có hả? Nó mà người ta hình chỉ đó cả nhà. Này bị khô luôn cả nhà ơi. Cây này hơi khó leo cả nhà. Dây nhiều quá. Ây dạ. Gà. Nó ở đây hung một cãi không. Dính cái máy quá trời luôn trời. Thôi. Gì? Nhiều đó. Bung rồi. Đem bung nhang ra cái. Chưa không anh ơi? Không anh muốn khói cỡ nào? À. À, anh muốn khói cỡ nào? Hả? À. Vậy đi. Ngon. Rồi chết với em. Chết với em. Im quá cả nhà ơi. Rồi đó. Ồ. Thẻ rồi cả nhà ơi. Câu có là mừng rồi. Đi. Ở này mình cho đi luôn cả nhà. Em máy gọi mình review cho cả nhà xem cái. Cái đốt mình làm quá chất lượng cả nhà ơi. À. Ông anh mình đòi làm nhưng mình đâu có chịu. Dễ gì mình chịu. Quay vòng cả nhà xem cái chai. Ở này nhỏ cả nhà. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. À. Ở này cũng khoảng cỡ 2-3 tấc cả nhà. Quạt chạy kèo hết trơn luôn cả nhà ơi. Tự anh ơi. Con này cũng phải mình đón chứ. 2-4-5 tấc. Đây cả nhà. Đó. Nhà thấy chưa? Bởi vì khu động nai mà. Không có mặt thôi mà có mặt là cái này nè cả nhà. Ổ nhỏ là một mặt mặt cái này nè. Đó. Chạy kẹo vô khúc luôn cả nhà. Ấy dạ. Rồi cả nhà ơi. Mình cắt mình xuống cả nhà ơi.
Ổ này mình gọc bỏ luôn nha cả nhà. Giữa không có được nha cả nhà ơi. Bỏ. Ôi nhỏ mà ngon lắm cả nhà. Hồi xuống mình review cả nhà xem nha. Tựa xuống cả nhà ơi. Hồi xuống review cho cả nhà xem. Tay không á mình quay cho cả nhà xem kỹ kỹ không được. Thấy xuống dưới đất đi mình quay cho cả nhà xem. Ở đó ước lít được lít cả nhà ơi, lít là mừng dữ lắm. Ổ chừng 5 tấc quá đạt. Ước lít được lít hả? Hồi ước gặp ổ 3 lít nha cả nhà, tham á cả nhà ơi. Mà dùng này còn tại ổ này cắt rồi cả nhà. Ổ này còn ghim nè cũng đâu vớt 2 lít. Nè. Chở lít khối cho em ơi. Ổ này còn ghim nè chắc không dưới 2 lít đâu cả nhà ơi. Ổ 5 tấc. Ừ. Gặp ở dưới quê là chiến sĩ mặt à. Không có nữa cả nhà. Khô luôn á. Đây ông thưa lắm nha ơi. Được nè cả nhà. Bây giờ nó giục xuống rồi. Chạm vô luôn ghê chứ. Bây giờ nó giục xuống rồi. Lụm chưa? Chưa. Đây. Đây nè, lụm mà chưa lụm mà trong tay này nha. Quên rồi. Đâu vào. Đây. Đây quay cả nhà xem cái. Nha. Quá đây nha. Chừng bọc lủng nha. Lủng mày nó chám vô mới nổi. Chám vô lên cả nhà. Đây đây cái người review cho. Tao đi cắt miếng gì ăn thử cái thử mùi vị trên Đồng Nai coi mặt nó ra làm sao. Chưa. Đây là tiếng gì coi, thử coi mặt Đồng Nai với mặt ở quê mình coi sao cả nhà. Tự bắt là tự xuống ăn luôn nha nha. Tự bắt luôn à. Làm coi làm sao. Tên thằng phấn trắng được không? Coi nó ra làm sao. Hồi kia nghĩ kìa. Y chang với quê không hay có khác gì không? Nó ngọt mà thơm lắm cả nhà, không biết mùi gì, bông gì nữa. Ở đây mình không biết là nó hút cái bông gì nha cả nhà. Mình thấy là đa số là không thấy cái bông gì chứ mà nó có mặt nha nha. Đây mày, tới tiếng nha nha. Nè. Đây. Ở nhà tiếng mời cả nhà nha. Mà tiếng ăn thử coi nó ra sao nha. Dữ thằng gì? Ừ? Quá trời gì? Bị chàng với quê. Nhưng mà nó có cái là cái mặt nó màu khác nha cả nhà. Khác với mình vậy lắm. Khác với mình. Cái mùi vị nó cũng khác nữa. Cái mùi vị nó nhung gùi với cả nhà. Nó ngon. Nó ngon. Mày bảo đảm. Nhưng mà nó với mình nghĩ chắc cũng là ná với miền Tây mình thôi. Tại vì chắc ở đây nó hút cái bông sầu riêng con này con kia quá trời quá. Đó, cả nhà thấy đó. Đó, đi lại cắt một miếng để lại gốc nha cả nhà. Thì cũng cô dì chú bác các bạn cũng mại đây đó, cái nhà cũng thấy nè view bờ đó. Lúc nào anh em mình bắt cũng sẽ để lại một cái miếng mặt tại góc nha nhà. Anh em nào vô với ông mà gặp ngay cái bọc mà để có miếng mặt ngay góc là tiếng với gì không đó. Anh em bắt lúc nào cũng để lại cho nghe nha, đi đâu bắt cứ ở đâu cũng vậy. Chút xíu rồi tiếng đầu tiếng để đây nghe nha. Thôi bây giờ khai trương buổi sáng đựng bọc mặt gì là quá quý nghe nha. Hy vọng ở đây đi chiều sẽ có thành quả nữa nghe nha. Thì cái nhà còn đồng hành cùng tiếng. Thôi giờ này cũng chiều cả nhà ơi. Thì nãy đi từ sáng giờ bắt chỉ duy nhất được một tổ một cả nhà. Hết tìm ra ổ rồi.
đi nhảy giờ muốn xỉu rồi, quá trời đi mà không gặp ổ nữa cả nhà. Có thì anh em cũng cắt rồi, rồi khu vực trên đây nói chung thì ông mới thưa cái là đủ ký luôn cả nhà, mua dữ lắm thưa mà ông cũng có người cắt tới lưu hoài cả nhà. Đi không có không có, nói chung là không gặp ổ ông nhiều. Rồi em đi trải nghiệm cho biết cái ta cả nhà, con bầu mà hình thái gì giống cả nhà. Thì tao không đi chứ miễn sao mà cảnh cái cảnh nó lạ hơn với miền Tây em được rồi. Ông bị chữ được rồi, vô tư như vậy, vô tư. Ở đây đựng cái ông thoải mái lắm nha, vô tư. Không ai la mắng gì á. Quá ngon. Mà ông mình cũng có. Thì bữa nay mình cũng lên cái khu Đồng Nai cả nhà. Thì mình lên với ông anh của mình. Kênh của ông anh mình là ông Gừng Đồng Nai cả nhà. Thì cái nhà nào có yêu quý thì hãy qua ủng hộ kênh của anh cả nhà. Kênh của anh là ông Gừng Đồng Nai. Nữa tiếng sẽ chia sẻ lên một cái video lên cho cái nhà biết cái kênh của anh. Thì ảnh cũng săn mấy cái địa hình thế này nè cả nhà. Thì ảnh ở đây thì khu ảnh đây thì kiểu như là ảnh sẽ biết được ổng canh nhiều hơn. Còn mình thì lâu lâu mình lên thì hên thì ngay đạt nó về thì lẩm bạc cả nhà. Còn hên như bữa nay thì từ lừ. Không có gì hết. Đừng ngổ một lít mặt cả nhà. Ổ nhỏ nữa. Đây anh tí thấy nó hư ông ổ lớn cả nhà, ổ nhỏ 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 không à. Tiếng đi nãy giờ phải nói cái nhà vòng không gặp được ông được cái nhà. Chắc thì nửa tiếng xe ở lại 1-2 ngày ông không có diễn viên bắt bà cái nhà. Không phải cái nhà tiếng chuyển sang bắt đi bắt nấm mối, đi nhổ nấm mối cho nó tiếng trải nghiệm cái nó ra sao mà bắt cá ao hồ. Thấy anh Long anh bắt ao hồ thấy cá ngon cá đẹp quá, anh vừa Đồng Nai đó cái nhà, thấy cá bự bự không mà thấy ham. Thì mình săn bắt cái nghề săn bắt của anh em mình mà muốn trải nghiệm cái nha, thì đi thí vậy đó. Thì thôi Tiến cũng xin up video của nha. Thì video bữa nay thì Tiến sẽ quay tạm ngắn gọn vậy thôi. Thì nói chung thì Tiến quay cảnh từ mà Tiến dưới quê Tiến lên tới đây luôn đó nha. Tiến muốn chia sẻ cái nghề săn ong của Tiến là vô mùa mưa Tiến sẽ đi săn guồng như thế nào để có thể quay kiếm được cái video hay cho nhà xem bây giờ. Rồi cái nhà cái quý Tiến hãy để Tiến một like vừa lên lượt đăng ký kênh ủng hộ cái nhà. Thì Tiến bữa nay giao lưu với ông Gừng Đồng Nai, Chiếc Gừng TV và Săn Bắt Gừng Tràm cái nhà. Thì ba kênh anh em mình cũng bốn kênh chứ, thì anh em này cũng đi chung à. Cái nhà cái quý thì hãy vô bốn kênh ủng hộ cái nhà. Rồi Tiến xin chào, hẹn gặp lại cái nhà video sau. Tiến bye bye cái nhà.